nha. Thì cái bộ tơ bơ này nhìn phê quá nè các bạn. Bày này rất là đều luôn. Thì dòng Lumbo này thì bên mình sẽ có hai phân khúc nha anh em. Một là phân khúc tuyển giống tai bơ, đuôi, vây lưng với lại Platinum. Lên đẹp sẽ là combo 3 cặp sẽ là 200k. Còn combo phân khúc tầm trung thì tất nhiên là sẽ rẻ hơn, 30k, 40k một cặp thôi mọi người. 30k một cặp nha, 30k một cặp phân khúc tầm trung. Thì mình ship ra với đơn từ 200k trở lên và nhận chuyển khoản phí cá trước nha mọi người. Đó, Dumbo Red Tail Big Ear. Và bản này là cái bản tay bơi bự tròn. Mọi người thấy cái tay bơi xòe ra rất là bự. Càng nuôi lớn sẽ càng bự nha mọi người. Để mình dẫn các bạn qua bên cái bộ cá giống của mình cho các bạn ngắm sơ. Đây. Thì mình mới vừa cho cá ăn chiều xong nè anh em. Đây. Là cái dàn cá giống của mình, tay bơi nè các bạn. Đó. Bự chảng luôn. Để mình mở đèn lên chút xíu nè. Đó, cho các bạn thấy rõ. Đó. Càng nuôi sẽ càng bự. Nhìn phê lắm mọi người. Nè, tiêu biểu như cái bé. Cái này, cái bé ngay đó, các bạn thấy cái tà bơi không? Cái tà bơi bự hơn cái mình luôn. Đó là Dumbo Big Ear. Thì hồ đồ mình đã dọn nước đồ đã ổn định xong hết rồi. Mình đang dự định mình tách trống mái cho bầy bầy này. Bầy này là bầy HP Retro. Bầy này nay cũng gần 2 tháng tuổi rồi mọi người. Tính ra thời điểm này mình tách là cũng hơi trễ. Nhưng mà cái dòng này á, mình làm là cái dạng ngắn ngắn sọt sọt không à. Cho nên là các bạn sẽ thấy cá mái mới vừa bơm trứng rồi. Đó, cá mái mới vừa căng căng rồi. Tại sao mình không tách cái bộ này sớm? À, nhiều nguyên nhân lắm mọi người. Một phần đó là mình cũng hơi kẹt hồ chút xíu. Một phần đó là cái bộ mình làm hơi ngắn nè, mọi người thấy ngắn. Ngắn ngắn. Cho nên là cá cũng hơi chậm. Hơi chậm lớn một tí các bạn. Dạng như cá nhìn còn nhỏ quá, mình tách mình sợ cá bỏ ăn rồi các kiểu thì sẽ ảnh hưởng đến cái quá trình bung của cá sau này. Cho nên mình mới tách trễ một chút. Có vài bé nhìn phê lắm các bạn ơi. Nè. Đó. Cỡ này mà ôi rồi, con vành cành đào tách ra một cái, thúc trùng lên một cái một chút xíu nữa là lâm. Đó. Đây, dự định là sẽ đem qua hai cái hồ này, hai cái hồ trà bá lửa đây. Và hồ đồ ngâm đồ bèo đồ các kiểu hết ráo rồi. Tóm lại là hệ vi sinh đã ổn định rồi đó. Hơi nước hơi xanh xanh chút chút nha, là do lên tảo xanh đâu đó. Với lại là cái hồ này hôm bữa là mình không có ngâm. Mình chỉ ngâm Sanmethylene thôi chứ mình không có ngâm thuốc tẩy đâu. Cho nên là cái hệ mà rong rêu bám trên hồ á, mình chỉ chà thôi. Đó. Rồi vô nước lại rồi rong rêu rồi phát triển lại thôi. Bầy này nay có vậy mà cũng lên ấy rồi nè mọi người. Lên meta luôn rồi nè, 12 tháng sớm, chưa được tháng tuổi nữa. Còn là bên đây thì mình mới vừa cập nhật với các bạn cách đây vài ngày thôi. Mình càng nhìn mình càng nghiền cái bộ này. Bộ này làm như ra sọt luôn rồi các bạn. Hôm bữa mình bắt cá giống á. Các bạn biết cái bộ cá giống là sọt. Cái bộ cá của bạn đó là sọt, cái bộ gen sọt. Nhưng mà bắt cá giống mình dặn bạn đó là lựa cái bộ không cần ngắn. Tại vì cái dòng Dumbo Big Ear đó mọi người. Nếu mà muốn tay bơi to thì các bạn lựa body ngắn dữ quá tay bơi sẽ không to dữ đâu. Mình thấy là vậy. Hả, body ngắn là tay bơi sẽ hơi nhỏ tí. Dòng này ra ngắn ngắn ú đu. Đã chưa? Lên trống rồi đó mọi người thấy không? Nay lên mỗi ngày ra thăm cá là mỗi khác nha các bạn. Mỗi ngày ra thăm cá là sẽ thấy cái đàn cá của mình mỗi khác. Thì bài này chắc mình nghĩ đâu đó tầm 1 2 3 4 5 5 cặp rồi. 5 mái thôi còn trống không. Có 20 cháu vậy đó nhưng mà mái hàng hà luôn, trống. Trống hàng hà luôn, mái ít xịt. Nhưng mà không sao các bạn. Trống nhiều cũng tốt thôi chứ có gì đâu. Trống nhiều thì xác suất với cá mái đậu bầu tốt. Đây, bên đây mình còn Dumbo nữa nè. Đó. Cái bài này là tơ hơn cái bài bài này là già hơn cái bài hồi nãy các bạn xem ở khúc đầu, già hơn tầm khoảng 1 tuần tuổi. Đây nè.
bộ dàn ta bơi này mà chê thì thôi rồi, nó thật ra dàn ta bơi này không có gì để chê. Rát đang ẩn trống lên, lên trống hẳn luôn rồi chứ ẩn gì nữa. Thì nói chung dầu này cũng mau lớn, dễ nuôi, anh em có thể trải nghiệm thử. Đây rồng tím, rồng tím nè, rồng tím này hôm nay mới tính là bung đủ nè mọi người, tới ngày hôm nay mới tính là bung đủ cá to. Hôm bữa mình giới thiệu với mọi người là cá nhỏ, cá vẫn còn thấy nhỏ và bung chưa có đủ dữ, nhưng mà hôm nay là thấy bung đủ rồi đó. Đó mình hút lên chà bá luôn thấy không, tím mộng mơ thì 60k một cặp, combo 6 cặp 300k cho rồng tím. Tới qua bên đây, qua bên đây nè mọi người. Mà bên đây mình mới vô cập nhật với các bạn xong rồi mà đúng không? Thôi bây giờ thì qua bên đó đi, qua bên đó đi các bạn, để thôi qua bên kia đi để mình giới thiệu cái khu farm cá beta với lại mọi người nha. Đây khu farm cá beta của mình nè, mới giờ tách farm đây thôi mọi người, mới giờ tách farm chiều ngày hôm qua. Thì mình đợi mình vô nước rồi xong hết rồi, mình đợi nước ổn định cái là mình thả cá được á. Mình sợ nước mới cái rồi mình vớt cá lên mình thả thì sẽ cá sẽ dễ bị sốc. Beta chứ cũng sốc nha mọi người, mặc dù mạnh mạnh thiệt nhưng mà cũng chẳng sốc nha. Sốc là dễ bị vô lọt vô cái vảy sần sần xấu là vô full cá hết rồi đó. Thiếu, hiện đang thiếu hồ luôn, thiếu keo nha các bạn. Chắc có thể là mình sẽ phải đặt mua thêm. Mà cái này là mấy bầy ít ít là mình vớt ở ngoài vô nè. Mấy bầy này là mình vớt ở ngoài vô. Tạm thời chưa có chỗ nhốt, nước hơi dơ rồi, phải chuẩn bị chỗ để nhốt để ấy. Đa số trong đây toàn là mái không, có mái không nha. Nè, bé này đẹp quá nè. Có bé này là mình rất là tiếc. Các bạn nghĩ sao? Mất tiêu hết một bên mắt rồi. Nhưng mà cái màu các bạn thấy tù, cái màu rất là đã luôn các bạn thấy không? Màu này bé ngót luôn. Bên đây thì mình form đa số là mái, cá trống cũng khá là ít. Thì chủ trang trùng quyết nha mọi người, chủ yếu là lựa mấy bé cá mái mà ngon ngon xịn xịn đồ để lại để làm giống, với lại là có anh em nào cần thì mình sẽ share cái dàn mái ngon. Còn mình còn mấy bài mình chưa có ấy nữa, chắc sẽ dọn luôn cái phần bên đây để dọn luôn cái phần bên đây luôn, sát bên đây chắc cũng được hai hàng ba hàng, ba hàng nữa để mình lên keo tiếp. Rồi đương nhiên hàng keo về là hơi mỏng, chắc có thể là mình sẽ lên thêm một hàng như vậy là một hàng keo nữa. Mặn mọi người, mua keo về không mặn thật sự luôn. Mình mua là 60k cho một lốc 12 hũ và mình mua một lần chục lốc như vậy là hết 600k đó mọi người. Nghĩ tới tiền cái rùng mình anh em. Thiệt. Nhưng mà được cái keo này thì form cá ngon hơn nhiều. Mình có đục một lỗ nha, keo mới đồ form cá đồ nhìn gọn ghẽ sạch sẽ các bạn. Tất nhiên nó một khoảng thời gian cũng sẽ dơ, chắc chắn luôn, không đường nào mà không có dơ. Nhưng mà cái keo như vậy nè tiện hơn cái ly, hơi tốn hơn cái ly nhưng mà tiện hơn cái ly nhiều lắm. Còn mà tiết kiệm nữa thì chỉ có nước chơi cái chai coca đó mọi người, chơi cái chai coca rồi mình cắt, nhưng mà tốn công nhiều. Với lại là mình thấy không được, nhìn không được đá. Cây vàng keo về mình dễ ngắm cá hơn. Vệ sinh chủ yếu chọn vệ sinh đồ cho ngon lành rồi được. Với lại thay nước thường thường cũng không lên nước tảo gì nhiều đâu. Thường thường nuôi form cá beta này nè, nước sẽ hay bị lên nước tảo. Tại vì nước cầu lâu á, sẽ hay bị lên nước tảo. Chăm nước thường thì đỡ nha anh em. Dưới này mình còn bụng cá tơ nè. Nè, mình còn mấy hồ luôn. Nè. Cái hồ này là hồ tâm đắc của mình. Hồ này là hồ Coret. Coret mà Red Gold, Galaxy, Galaxy Gold gì đó. Trong đây mình còn mình thấy có mấy bé cá trống, mấy bé cá mái nhìn ngon lạnh. Mái nè. Tất nhiên Coret này thì mình thấy là tỷ lệ lột thấp hơn cái dòng Nemo nhiều lắm anh em. Nếu mà tính ra tỷ lệ lột 60% là ngon rồi. Lọt lên màu 60% là mạnh rồi đó. Con rết thì dạt nhiều các bạn, dạt nhiều và cá nuôi cũng hơi chậm. Nếu mà Nemo thì các bạn nuôi tầm khoảng 2 tháng, tháng rưỡi 2 tháng là có lọt rồi, thì con rết phải lú qua 2 tháng, 2 tháng rưỡi
mới bắt đầu có lọt về xe lô và có mới lên màu lại. Còn này là AB Full Gold. Mình lãng quạng là mình mất giống dòng AB Full Gold Rebound nha anh em. Xô quá. Hôm bữa mưa đêm đó, sáng ra gãy cái hầu cá giống cuối cùng. Lãng quạng là mất giống nha. Chắc phải tìm giống lại nuôi lại quá mọi người. Hơi xô cà na chút rồi đó. Con này thì cá bột của dòng Meta nè, mình chưa có vớt ra. Để cho ăn cứng cứng chút xíu nữa đi. Hiện tại cũng chưa có hồ để mà ra cá đâu. Đó. Này thì bột của Red Light. Bữa nay thì cũng không có gì đặc biệt nhiều hết các bạn. Chủ yếu là mình đi thăm, mình thu hoạch cá đẻ rồi. À, cái bé máy Meta Red Light bên kia đẻ rồi. Đây để mình dẫn mọi người đi thăm luôn. Sẵn khoe luôn mọi người. Là mới đổ đâu hồi sáng thôi. Cá bột này thì mình mới cho ăn cử đầu tiên ở Atomia nè. Unu. Cái máy nè. Cái giống dưới này nè. Đó là mình ba máy là. Nhưng mà mình bị hư hết một máy rồi, máy già rồi bị chắc bị dập bụng quá, đánh nhau hay sao đó dập bụng, thấy sần sần kỳ lắm, cho nên mình vớt mình bỏ luôn. Này thì Monly én, ý Monly Platinum, có én trong đây nữa, én tròn lộn xộn, mắt xanh. Đó. Này là Ivory. Thôi, bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn lại mọi người vào tối ngày mai. Cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn có một đàn cá khỏe mạnh và mau lớn. Để mình tìm cách mình form cho hết mấy bầy Beta mới được. Tại vì cá Beta nếu mà không tấp form thì cá dễ bị ốm, dễ bị đẹp lắm mọi người. Phải tách ra dưỡng đồ cá trống mới mọc. Rồi, chào mọi người.